Thưa quý vị, nới thời hạn đăng kiểm phương tiện, không kiểm định xe mới hiện được cho là giải pháp có thể giúp ngành đăng kiểm vượt qua tình trạng thiếu hụt nhân lực quá tải hiện nay. Và đây cũng chính là điều mà người dân kỳ vọng thời gian vừa qua. Tuy nhiên, với thực trạng quá tải ở các trạm đăng kiểm hiện nay, thì câu chuyện về giải tỏa áp lực cho ngành này liệu có được chấm dứt ngay hay không? Và trong từ một câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, thì VTC sẽ tiếp tục có những thêm phân tích và chỉ rõ những vấn đề còn đang tồn tại. Đây là những hình ảnh tại một trung tâm kiểm định xe cơ giới ở Hải Phòng. Trước một ngày thông tư 02/2023 sửa đổi, bổ sung thông tư 16 về đăng kiểm xe cơ giới chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 3 năm 2023, ùn tắc nghiêm trọng. Trung tâm này có 3 dây chuyền, hoạt động hết công suất, nhưng xe vẫn xếp thành hàng dài. Còn tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 1501V, Hải Phòng, tình trạng phương tiện xếp hàng chờ tới lượt kiểm định cũng khá bức xúc. Do phải tăng cường đăng kiểm viên cho Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm này hiện chỉ vận hành 3 dây chuyền trong tổng số 4 dây chuyền đăng kiểm. Nhiều lái xe chờ đợi tới lượt kiểm định phương tiện trong tình trạng ngán ngẩm. Những cái xe cũ như những xe 15 năm trở lên ấy, chỉ còn có 3 tháng mới 6 tháng ấy. Thì đấy, đăng kiểm như bọn em đi đăng kiểm này, chờ từ sáng lắm xe về trong 3-4 hôm. Sửa xong rồi đến chưa chắc đã được cơ, lại phải quay về, lại phải sửa lại tiếp. Thế mà cứ 3 tháng một lần mà như thế thì chắc là chết. Ngày xưa thì cái mật độ xe ít mà, thì bình thường thôi. Còn bây giờ thì các trung tâm đăng kiểm thì người ta đóng cửa nhiều thì người ta dồn. Bây giờ ở đây thì em cũng thấy nhiều xe tỉnh khác sang đấy. Em thấy cả xe Hải Dương người ta cũng sang đây đăng kiểm, hơi đông. Đại diện lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1501V Hải Phòng xác nhận, từ đầu năm 2023 đến nay, phương tiện kiểm định luôn trong tình trạng quá tải. Các đăng kiểm viên đều phải làm thêm giờ, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Tuy nhiên, do có một số trung tâm trên địa bàn bị đóng cửa, nên lượng phương tiện tại đây gia tăng mạnh. Hiện giờ thì lượng đăng kiểm viên của chúng tôi cũng bị thiếu. Thế cho nên là cái lượng kiểm định của chúng tôi cũng bị giảm sút theo cái lượng đăng kiểm viên. Thì hàng ngày thì chúng tôi là kiểm định được tầm trên 200 lượt phương tiện. Tâm lý khách hàng là luôn luôn là muốn đến đây là kiểm định, chứ không muốn đến đây để ra về. Cho nên là chúng tôi chỉ là ra và tư vấn khách hàng là với lượng xe lớn này thì nếu mà khách hàng mà muốn khám nữa thì là đợi rất là lâu. Còn tại Hà Nội, điểm nóng về quá tải kiểm định xe cơ giới hiện vẫn diễn biến phức tạp. Ông Lê Văn Thịnh, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội phản ánh, để kiểm định được xe, trước đó phải lấy phiếu, cách 8 ngày. Dù giải quyết được tình trạng chờ đợi, nhưng cũng theo ông Thịnh, đây chỉ là giải pháp tạm thời. Chủ nhật tuần trước đến đây, hôm nay là nghỉ, thì tôi cũng hỏi qua bảo vệ. Thì anh cũng có nói là chắc là để kiểm tra máy móc. Thế sau đó đến thứ Ba tôi sang, thì là bắt đầu phát số, thì mình thấy chỗ này là có vẻ ngoan, đúng không? Chứ nếu không có chuyện bắt bớ gì cả. Tất nhiên nó thiếu người vì một số nhân viên có thể người ta cũng lo chuyện nọ chuyện kia, người ta nghỉ. Thế còn những cái, nói chung những cái trạm nào mà đóng cửa trong vòng 5-7 hôm thì tôi thấy thế là được. Vấn đề về xe gia đình thì mọi người rất là hay tu sửa. Vậy cái xe nó vẫn đạt cái tiêu chuẩn tốt, lưu hành được. Còn một cái số xe mà tham gia mang tính chất kinh doanh nhiều ấy, thì họ sẽ gạn hết cái thời gian khấu hao của cái xe ấy. Nó sẽ có nhiều vấn đề ở trong đó. Thì cũng về mặt tích cực thì cũng nên quản lý về cái vấn đề an toàn. Còn vấn đề tiêu cực thì cũng phải xử lý tiếp. Tình trạng quá tải kiểm định xe cơ giới ở Hà Nội hiện được cho là phức tạp nhất cả nước, khi các chủ phương tiện phải đặt lịch, hẹn ngày ở hầu hết các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Trong khi đó, những trung tâm hoạt động trở lại hiện cũng chỉ hoạt động được một dây chuyền với lý do thiếu đăng kiểm viên. Thực trạng này khiến nhiều lãnh đạo trung tâm đăng kiểm cảm thấy rất lo lắng. Cái lượng phương tiện hiện tại thì là đến trung tâm đăng kiểm đã đăng ký được rất nhiều, nhưng mà chúng tôi chỉ hoạt động được theo một cái dây chuyền, đây đó dây chuyền loại 2. Đấy là cái loại dây chuyền mà chỉ hoạt động công suất cao nhất là 70 xe một ngày. Nhưng hiện tại thì là chúng tôi chỉ có 3 đăng kiểm viên, đấy, nên chỉ làm hoạt công suất tối đa chỉ có 60 xe một ngày thôi. Đấy, nên là cái lượng không thể đáp ứng được cái số lượng phương tiện đến và đăng ký được. Nên là chúng tôi hàng ngày xử lý bằng cách phát phiếu cho 60 phương tiện trong một ngày. Thông tư 02 năm 2023 sửa đổi bổ sung thông tư 16
về đăng kiểm xe cơ giới ban hành và có hiệu lực đúng thời điểm người dân cả nước mong chờ. Chắc chắn, thông tư này sẽ giải quyết được một phần tình trạng quá tải đăng kiểm hiện nay. Còn hiệu quả tới đâu và có giải quyết được triệt để tình trạng nêu trên hay không, chắc chắn vẫn còn phải chờ thêm 1-2 tháng nữa.